Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine, ain't got time to do everything you said you would. Frames of the past and... Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mà mình làm trà sữa Thái. Và với cách này, mình có thể để dành trà Thái trong tủ lạnh rất lâu. Lúc nào thèm thì chỉ cần lấy trà Thái pha với sữa là có ngay trà sữa Thái để uống. Để làm món trà Thái thì chúng ta cần đun sôi 1 lít nước, sau đó cho vào nước khoảng 1 cup rưỡi đường. Mình sử dụng bột trà Thái nguyên chất như thế này. Mình sẽ để hình gói bột trà Thái đâu đó trên màn hình cho các bạn tham khảo nhé. Mình sẽ cho nửa cup bột trà Thái vào trong một cái túi vải như thế này. Cách này giúp cho trà Thái của chúng ta không có bị cặn quá nhiều và cũng không phải tốn thời gian lọc đi lọc lại trà Thái qua rây. Sau khi nước đã sôi và đường đã tan hết thì chúng ta chỉ cần bỏ gói trà Thái này vào trong nước, cứ ngâm như thế này cho đến khi trà ra thật là đậm đặc. Trong khi chờ đợi thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà mình trang trí cho những cái bình đựng trà. Để làm bình đựng trà thì chắc chắn là phải có một cái bình thủy tinh rồi. Tiếp theo chúng ta cần có những sợi ren như thế này, hoặc đơn giản hơn các bạn có thể sử dụng ri băng cũng được, một ít nút xinh xinh để trang trí, và cuối cùng là súng bắn keo. Nếu không có, các bạn có thể thay thế bằng keo hai mặt cũng được. Mình sẽ vòng ri băng hai vòng xung quanh cái chai, sau đó dán lại bằng keo đèn cầy. Chỉ đơn giản như vậy thôi mà nhìn cái chai đã xinh hơn hẳn rồi đúng không các bạn? Tiếp theo mình sẽ trang trí thêm bằng vài hột nút. Với ri băng ren thì các bạn có thể dán bằng keo hai mặt, nhưng còn với nút thì các bạn hãy sử dụng keo đèn cầy vì mình nghĩ keo đèn cầy sẽ dính chắc hơn. Bước trang trí với nút này thì các bạn hãy tự do sáng tạo theo sở thích của các bạn nhé. Và cả cái chai này nữa, các bạn có thể linh hoạt sử dụng sang nhu cầu cá nhân của các bạn. Không nhất thiết chỉ dùng nó để đựng trà đâu, có thể dùng nó để trang trí cũng được. Trà Thái của chúng ta đã tan ra rất nhiều và đậm đặc rồi nè. Bây giờ mình sẽ luộc chân trâu. Có chân trâu này mình mua được ở chợ châu Á hôm bữa đó, các bạn nhớ không? Với những bạn ở nước ngoài thì mình thấy ở trên Amazon có bán cái chân trâu giống như thế này. Có bán cả trà sữa Thái giống như mình nữa. Mình sẽ để link ở dưới phần thông tin chi tiết cho các bạn tham khảo nhé. Còn ở Việt Nam mua ở đâu thì thật sự là mình không biết, tại vì mình chưa bao giờ mua ở Việt Nam cả. Chân trâu đã làm sẵn rồi nên chỉ cần luộc trong nước sôi 5 phút là xong. Sau đó mình sẽ vớt ra một thau nước đá. Cách này giúp cho chân trâu không bị dính vào nhau và khi ăn thì giòn giòn dai dai rất là ngon. Chỉ cần bỏ trong nước đá một chút thôi, sau đó vớt ra để ráo nước. Các bạn thấy không? Chân trâu không hề bị dính vào nhau chút nào cả. Bây giờ thì mình sẽ cho trà Thái đậm đặc vào cái bình mới trang trí lúc nãy. Tổng cộng mình thu được 2 bình trà như thế này luôn đó các bạn. Tha hồ để dành trong tủ lạnh uống. Tất cả đã sẵn sàng, bây giờ chúng ta hãy cùng làm một ly trà sữa Thái thật ngon nào. Đầu tiên cho một ít chân trâu vào ly. Chân trâu rất là vừa ăn, không bị mềm quá cũng không bị cứng quá. Tiếp theo cho đá vào. Tiếp nữa cho trà Thái đậm đặc vào. Trà Thái đậm đặc này đã ngọt sẵn rồi, chỉ cần pha với sữa tươi không đường cho vừa miệng thôi. Thường thì mình pha 2 phần trà và 1 phần sữa, các bạn cứ gia giảm theo khẩu vị riêng nhé. Khi đổ sữa vào thì trà của chúng ta loang ra thành một màu rất là đẹp. Nhìn hấp dẫn quá đúng không các bạn? Nếu mua được bột trà Thái thì các bạn hãy chế biến thử theo cách của mình nhé. Vừa ngon mà lại rất tiện lợi, có thể để dành uống bất cứ khi nào muốn. Hy vọng video này sẽ hữu ích với các bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.